Kênh bất động sản Văn Quỳnh xin chào quý anh chị khách hàng nhé. Thì hiện tại Quỳnh đang có mặt tại trục đường tỉnh lộ 7 thuộc xã An Nhân Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, thì cái trục đường tỉnh lộ 7 này có lộ giới là 30 mét nha anh chị. Thì đi hướng này khoảng độ đi theo hướng này khoảng độ 500 mét thì gặp ngay trục đường Nguyễn Thị Rành. Và đi thẳng 6 km nữa thì gặp ngay đường quốc lộ 22. Đi theo hướng này phía bên tay trái đi khoảng độ 3 km thì sẽ ra ngay đường tỉnh lộ 15 gặp sông Sài Gòn nha anh chị. Đây. Và ở khu này mình khu này có một công viên nước rất là nổi tiếng anh chị này. Đây em có zoom lên cho anh chị thấy đó này. Khu công viên nước rất là nổi tiếng nha anh chị nhé. Đây, và ngay đây thì hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị một cái khu đất 14 lô đất nền đất vườn phân lô nha anh chị nhá. Còn đây là cái khu đường Bùi Thị Ngọn. Thì mình sẽ đi theo đường Bùi Thị Ngọn này để vào khu đất 14 nền đất vườn phân lô nha anh chị. Thì bây giờ em sẽ đi vào cho quý anh chị xem luôn nhé. Khu cái đường Bùi Thị Ngọn này lộ giới nó là 20 m anh chị nhé. Lộ giới là 20 m. Và đường cũ là đường 759. Xung quanh dân cư ở đây rất là đông. Thì bây giờ em sẽ đi vào cho anh chị xem nhé. Vâng, thưa quý anh chị, thì hiện tại Quỳnh đã vào tới khu đất 14 nền đất vườn phân lô của công ty Điền Quân nha, ở phía đầu này nha anh chị, phía đầu này này. Thì ngay đây là cái kênh An Nhơn, có cái kênh An Nhơn. Thì cái đường kênh này là kênh, cái đường này là đường 6 m nha anh chị, mỗi bên 6 m, bên kia 6 m và bên này 6 m. Cái đường này sẽ đi thông ra đường tỉnh lộ 7 nhá. Nhưng hiện tại thì nhà nước người ta cũng đang trải đá ở phía đầu kia rồi, trải đá để làm đường này là đường trước mắt là sẽ trải đá, và còn đường bê tông hay đường nhựa thì hiện tại là Quỳnh chưa có nắm được. Này kênh là kênh An Nhơn nha anh chị. Thì lúc nãy là em đi đường Bùi Thị Ngọn ở phía bên kia kìa. Cách từ vị trí của Quỳnh đi ra là khoảng độ 100 m là ngay đường Bùi Thị Ngọn, nó đi song song luôn. Đi song song vậy luôn. Đó. Thì tới cái đoạn này khi mà mình rẽ vào á. Đây. Chỗ này sẽ có cái cầu đây. Mình rẽ vào đây này. Đó, đường Bùi Thị Ngọn đi vào phía đầu kia, xong mình rẽ vào đây. Đó. Thì cái khu đất 14 nền đất vườn phân lô nó nằm ở vị trí trong này anh chị. Đường này là đường trải đá 4 m nha anh chị. Ô tô thể vào thoải mái luôn rồi này. Thì để anh chị dễ hình dung thì để em úp một cái hình ảnh flycam cho anh chị xem nhá. Như ở trên cái hình ảnh flycam thì anh chị có thể thấy là em có vẽ ra rõ 14 nền đất vườn phân lô luôn nha anh chị. Em có vẽ rõ ra luôn á, cả cái tuyến đường Nguyễn Thị Rành, rồi đường tỉnh lộ 7 đấy, đường Đỗ Đăng Tuyển, và một đường nữa là cái đường kênh An Nhơn. Là em có vẽ ra hết cho anh chị xem ạ. Anh chị có thể nhìn thấy rõ hơn. Em có vẽ cái hình trong cái hình flycam thôi. Thì mỗi bên sẽ có là 7 nền. Phía bên này là lốc có hai lốc, gọi là bên này là lốc A, 7 nền lốc A. Và phía bên kia là 7 nền lốc B. Ví dụ như cái lô này này. Lô này là lô A1. A1 thì diện tích của nó là 391, diện tích sử dụng là 391 mét vuông. Thì giá của nền này là 1 tỷ 180 triệu. Ngang 21 nha anh chị, ngang 21. Đây có xây chân gạch sẵn rồi. Phía bên này là lô A2. Đây bên này có lô A3 này này. Lô A3 này thì giá nó rẻ lắm.
Giá 680 triệu này anh chị. Lô A3 này. 680 triệu này. Diện tích là 253 m2 nha anh chị. 253 m2. Chiều ngang là 11 m từ mốc này qua tới mốc này và chiều sâu là kia tới cột mốc đỏ kia. Đấy, chiều sâu tới cột mốc đỏ đó. Thì lô này là 680 triệu nha anh chị. Tới lốc này là bên này là lốc lô này lô A4. Lô A4. Bên này là lô A5. Đấy. Thì ở hướng bên lốc B, bên lốc A thì diện tích nó tầm từ 250 m2 cho tới 300 m2. Là lốc A là diện tích nhỏ và giá cũng thấp hơn anh chị ạ. Còn phía bên lốc B là đây. Từ bên này là B1 này cho tới đầu kia là B7 ở phía cuối kia. Đấy. Bên này thì diện tích là từ 500 m2 trở lên nha anh chị. Và giá sẽ từ là 1 tỷ 1. Như ví dụ như cái lô B1 này này là diện tích là 560 m2 thì giá của lô B1 này là 1 tỷ 1 nha anh chị. 1 tỷ 1. Phía đầu kia em còn một, có một lô nữa. Phía đầu kia, cái lô đầu kia là 5 lô B6. Lô B6 là 1048 m2. Giá từ giá nó là 1 tỷ 450 đấy chị ạ. Tính ra mét vuông là tầm 1 triệu tư thôi. Ở đây thì nhìn tại vì cao su xung quanh xây cao su xung quanh là cũng nhiều á. Mình nhìn kiểu nó hơi vắng nhưng mà anh chị về làm nhà vườn thì cũng hợp lý. Tại vì phía bên kia là cái khu nhà vườn luôn. Ở bên này là nhà vườn rồi này. Kia cũng là nhà vườn. Tại vì ngay đây là có cái đường này này. Đường này là đường thông từ Bùi Thị Ngọn đi qua này anh chị. Thông từ đường Bùi Thị Ngọn đi qua đường Nguyễn Thị Rành. Từ đây, từ cái đường ngay mặt tiền đường này nó đi ra đường Nguyễn Thị Rành là khoảng độ 600m thôi. Và đường đó là đường hẻm 1014. Đường hẻm 1014. Đường đó là 12m anh chị ạ. Thì ở đây là khu dân nhìn xung quanh là rừng cao su á. Nó che khuất mất cái tầm nhìn về cái nhà dân xung quanh anh chị ạ. Nhưng mà thực ra là anh chị mua về làm nhà vườn hoặc là đầu tư để hợp lý. Đây. 1048 vuông đây anh chị. Cực rộng luôn. Anh chị có thể về mua một miếng về làm nhà vườn hoặc là đầu tư để lâu dài với tầm tiền, nếu mà đất thành phố Hồ Chí Minh mà giá chỉ từ có 1 triệu tư một mét vuông cho tới 2 triệu một mét vuông. Đấy. Về nếu mà tầm 1000 mét vuông mình thấy nó nhỏ quá thì mua thêm 2 miếng liền kề, 3 miếng liền kề. Đấy. Thì tổng nó khoảng độ 2000. 2000 rưỡi đến 3000 anh chị ạ. Đấy. Thì nếu mà ba lô này này, lô B5, B6, B7 là tổng ba lô là khoảng độ 2400 mét vuông anh chị. 2400 thì tính ra nếu mà tổng tiền luôn á là rơi vào khoảng độ 4 tỷ. Thì 4 tỷ mà mình có 2.400 mét vuông đất thành phố Hồ Chí Minh. Đất trồng cây anh chị ạ. Đó. Ở đây là chủ đầu tư là công ty Điền Quân. Thì tất cả đều có sổ hồng riêng nha anh chị. Trên sổ là cái đất trồng cây hàng năm khác. Đấy. Là cái này là mình có thể xin phép xây dựng nhà vườn này. Đào ao nuôi cá này, trồng cây ăn trái là bình thường nha anh chị nha. Ví dụ như cái lô A5 này này, từ cột mốc này cho tới cột mốc kia. Đấy. Là lô này diện tích là 310 m2. Giá nó 760 triệu. Đó. Bên này thì tầm tiền 1 tỷ đổ xuống. Lốc A tầm tiền đổ 1 tỷ đổ xuống và lốc B thì là tầm 1 tỷ đổ lên. Đấy, diện tích nó lớn hơn. Khu ở đây thì xung quanh nói chung cái khu An Nhân Tây này á thì cái tiện ích công cộng thì chỉ có thua là thị trấn Củ Chi thôi. Xung quanh đối diện là mình có công viên nước này, cách nhân trong vòng bán kính khoảng độ 1 km từ đây đi ra trục đường Nguyễn Thị Rành á thì là có trường học này, bệnh viện này, nhà siêu thị này, đầy đủ hết anh chị ạ. Thứ hai nữa là có một cái khu gần đây thì có một cái khu công nghiệp Bảo Đưng cũng thuộc xã An Nhân Tây luôn.
Nhưng mà theo đến bây giờ hiện tại thì khu công nghiệp đó đang điều chỉnh lại quy hoạch anh chị ạ. Và cái khu thảo cầm viên Safari nữa, khu đó cũng của Vingroup nhưng mà hiện tại cũng đang điều chỉnh lại quy hoạch. Thì ở đó thì nói chung là khu đó mà làm hoàn thiện thì được thì nó khu này nó phát triển hơn, tầm nhìn phát triển hơn. Đấy, anh chị nào mà có thể là có dư một khoản tiền độ 1 tỷ thì có thể lên đây mình tìm cho mình những cái lô đất vườn phù hợp. Đấy, diện tích từ 250 m² cho tới 1000 m² anh chị ạ. Đấy, thì cái giá thì từ 1,4 triệu cho tới 1-2 triệu/m². Anh chị muốn mua lớn tầm 2-3 ngàn thì mình có thể mua 2-3 lô liền kề nhau, rất là thuận tiện luôn. Đường thì như anh chị có thể thấy là đường ô tô vào thoải mái này. Đây, đường ô tô vào thoải mái. Đây, anh chị có thể, anh chị nào quan tâm hoặc là muốn đi xem thì có thể liên hệ cho bất động sản Văn Quỳnh theo cái số điện thoại là 0909 192 106. Đấy, thì từ cái đường từ vị trí này đi ra thị trấn Củ Chi thì khoảng độ mất khoảng độ 15 phút anh chị ạ. 15 phút đi về hướng Bình Dương. Bình Dương thì mình đi theo cái hướng là từ đường Nguyễn Thị Dành đi ra cầu Bến Xúc và đi về qua cầu Bến Xúc, đi về hướng tỉnh lộ 15 qua cầu Bến Xúc là về Bình Dương nha chị. Đây, em quay một vòng nữa rồi em sẽ kết thúc video đây nha chị. Anh chị nào quan tâm thì có thể liên hệ cho em thì em sẽ gửi hết thông tin từ vị trí và cái pháp lý cũng như là sổ hồng riêng cho anh chị tham khảo nhá. Nói chung mình nếu mà em đứng ở trong khu vực này á thì em sẽ không thể là quay hết được những khu dân cư. Còn như lúc nãy thì em có úp một cái hình flycam lên á là anh chị có thể thấy rõ hơn một xíu. Còn ở trong này thì nhìn như kiểu nó hơi vắng một xíu thôi. Anh chị về làm nhà vườn là hợp lý hơn. Nó xa thành phố, xa tránh cái cuộc sống xô bồ tấp nập đấy. Rồi. Em Quỳnh xin kết thúc cái video tại đây nha. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho em. Em sẽ gửi thông tin cho anh chị ha. Hẹn gặp anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.